mà nếu vãng sanh về cõi Phật thì một người vãng sanh một người thành Như Lai, 100 người thành 100 vị Như Lai. Vì lẽ đó mà tôi mới đến đây giảng cho quý vị, và tôi mới bỏ bên thiền mà tôi qua tịnh độ là chỗ đó. Tịnh độ khó hiểu, khó tin, nhưng có thật. Nếu quý vị đi sâu vào duy thức, quý vị thấy rất rõ. Thành ra bây giờ hỏi tôi có tin tịnh độ không, tôi nói tôi không có vấn đề tin, mà cũng không có vấn đề không tin. Tôi thấy như thấy chỉ trên bàn tay. Còn hồi xưa là tôi không tin. Tịnh độ có nhiều cái nó mơ hồ, bởi như nó không phải là thế giới của tư tưởng. Dùng tư tưởng mà tìm hiểu tịnh độ 1000 năm cũng hiểu không được. Nhưng mà ngồi thiền cho sâu, học duy thức, rồi mình thầm hội. Biết thầm hội không? Tức là giống như người câm mà nằm chiêm bao ấy. Khi thấy được rồi thức dậy, người câm nói gì được không? Không được. Chiêm bao thì có các người câm thấy được. Nhưng mà hỏi ông chiêm bao ông thấy cái gì? Vậy thôi, đâu có nói được. Thành ra một người đi sâu vào thiền định, hiểu được thế giới tịnh độ rồi, giống như người câm mà ngủ nằm chiêm bao. Khó mà diễn tả lắm, nhưng mà có thể diễn tả một vài chút để quý vị có tu thiền, quý vị thầm hội được nó. Thì Phật Thích Ca đã tương ký rằng, sau khi ta tịch đó thì cái cõi hiện tượng giới này nó phải qua 4 thời kỳ: thành, trụ, hoại, không. Thì thành là thời chánh pháp, nó trụ thời gian, rồi đó tới thời là tượng pháp, rồi tới cuối cùng là mạt pháp. Tượng pháp, chánh pháp 1000 năm, vì thâu người nữ cho nên mất 500 năm. Thời tượng pháp là na ná, chánh pháp tức là 1000 người tu đắc 990 mấy người. Còn thời tượng pháp là 1000 người tu đắc 500-600 thôi. Rồi thời mạt pháp này 1000 người tu đắc chừng 3-4 người à, chứ không có nhiều. Vì sao vậy? Vì xa mặt trời, Đức Phật đã tịch rồi, thì kinh điển bị ngoại đạo nó xen vô. Nhất là người dịch kinh nếu trung thành cũng dịch không đúng nữa. Thành ra Đức Ca Diếp sau khi mà Đức Phật tịch rồi thì 1250 vị đều đắc La Hán, có mình A Nan đắc quả nhập lưu thôi, tức là thánh thứ nhất. A Nan lo hầu quá, nghĩ rằng chắc mình chết sau Đức Phật, không ngờ Đức Phật chết trước. Ngài khóc quá trời, Đức Phật rầy. Rồi Ngài xin trùng tiên, bởi Ngài có cái trí nhớ đệ nhất, đa văn đệ nhất trong giáo hội, không ai nhớ mà. Mấy trăm ngàn bài pháp Đức Phật Ngài nhớ không sót một bài nào hết. Ngài có cái tài đó. Thành ra Ca Diếp có một số tỳ kheo nhớ vài chục bài thôi, 30, 40, 50, 70, Đức A Nan nhớ hết, thì Ngài mới đưa tay xin trùng tiên. Thì Ca Diếp đuổi ra khỏi giáo hội. Ông không phải là thánh tăng, ông mới là quả nhập lưu thứ nhất thôi. Nếu ông lập lại lời Đức Phật thì lời Đức Phật thành lời của vị nhập lưu, thì kinh điển không có giá trị. Tức là kinh đó mà giờ tôi đọc tôi giảng khác, quý vị đọc quý vị giảng khác. 10 người đọc cái kinh chẳng hạn như kinh A Di Đà, 10 người giảng khác nhau hết. Ở Hoằng Pháp quý vị thấy rồi, 10 vị giảng sư lên giảng 10 cách khác nhau, không ai giống ai hết. Có khi còn mâu thuẫn nhau nữa. Còn quý vị không biết cái gì, quý vị không biết làm sao. Nào, niệm Phật là 4 chữ hay 6 chữ? Có vị pháp sư thì nói phải 6 chữ, có vị thì nói 4 chữ. Có gì thì nói 4 hay 6 cũng được. Có gì thì nói 1 chữ cũng được. À, thì thành ra quý vị chớ giới không biết cái nào đúng. Rồi niệm Phật có gì nói phải lần chuỗi, có gì nói khỏi lần chuỗi. Rồi không biết mình nghe ai. Thành ra tôi muốn giảng là giảng cái gốc cho quý vị. Nắm chỗ đó rồi biết ai giảng đúng, ai giảng sai. Mình tu đúng hay mình tu sai. Bởi vì mình phải quyết định cho số phận lang thang của mình. Mà quý vị phải hiểu cho đúng thì tu đúng. Mà đạo Phật sai một ly thì đi ngàn dặm. Nó khó chỗ đó. Thành ra trả lời là cái huynh giảng đó, là sau khi Đức Phật tịch diệt rồi thì 500 năm đầu còn chánh pháp, người tu đắc quả rất nhiều. Tới 1000 năm sau là tượng pháp, na ná như Đức Phật. Thành ra tu 1000 đắc giỏi chừng 500. Tới thời mạt pháp 1000 kiếm 50 người không có.
thì tức là từ 1500 trở về sau là mặt pháp. Bây giờ 2500 mấy chục năm rồi, thì tức là nhằm thời mặt pháp. Mà mặt pháp phải kéo dài 10.000 năm thì Phật Di Lặc mới ra đời. Tức là quý vị còn tái sanh trở lại 200-300 thân nữa. Thành ra quý vị thấy ngán. Mà càng ngày càng đi xuống. Tại sao vậy? Tại Đức Phật đã tịch rồi, kinh điển không còn. Kinh điển là ngụy không, tức là giả dối thôi. Ngoại đạo nó xen vô đó. Thành ra bây giờ mới có kinh tiểu thừa, kinh trung thừa, kinh đại thừa. Mâu thuẫn nhau tùm lum. Kinh nào cũng nói là Phật nói hết. Còn như tôi giảng, tôi lập lợi lời trong kinh, tôi nói tôi giảng đúng, đó là của Phật, mà thật ra là của tôi. Rồi kinh đó mà vị pháp sư khác lên giảng, nói tôi giảng đúng. Nãy tôi có nói 62 tôn giáo đều nói mình nói chánh pháp hết. Bây giờ Đức Phật đến đây giảng, Ngài cũng nói giảng đạo của Ngài là đúng. Rồi con tin ai bây giờ? Không tin ai được hết. Tin ở mình thôi. Mà mình ngu si rồi làm sao mình tin được? Cái đó để bữa khác tôi giảng kỹ hơn. Thì tất nhiên phải tín ngưỡng trước. Tin vào một đấng đó mà mình có thể tin được. Nhưng mà phải có lý trí suy nghĩ, chứ đừng nhắm mắt mà tin. Cho tới chừng nào mà thấy rõ nó áp dụng vào trong cuộc sống, lợi cho mình, lợi tất cả, thì cái này mình nên theo. Thành ra không tin ai hết. Dù Phật Thích Ca cũng không tin nữa. Thì bữa nào rảnh tôi sẽ nói cái tín ngưỡng và tín tâm. Ban đầu mình ngu, mình phải tin vào một vị. Mà phải lựa vị đó. Lựa cái gì? Lựa cái giới, cái định, cái tuệ. Coi cái đời sống của vị. Quý vị kính Phật Thích Ca là kính cái gì? Phải kính ở cái lời nói pháp của Ngài không? Không. Quý vị kính tôi là kính cái gì? Kính ở cái cuộc sống của tôi. Nếu tôi khuyên quý vị ăn chay, ăn chay trường, mà tôi ăn mặn, quý vị kính tôi không? À, tôi khuyên quý vị đừng có tham tiền, mà tôi đô la vàng nhóc hết, quý vị kính tôi không? À, tôi khuyên quý vị ăn chay trường, tôi phải chay ngọ. Tôi khuyên quý vị đừng tham tiền, tôi không có các bạc nào hết. Do đó quý vị kính là kính ở cái cuộc sống của tôi. Nói sao là tôi phải hành như vậy. Thì cái đời sống Phật Thích Ca làm từ một thái tử mà phải bỏ ngôi vua. Ngài đi xin ăn, đêm ngủ gốc cây. Quý vị coi lại cái tiểu sử của Ngài coi. Mình kính là ở cái cuộc sống này. Thành ra mình muốn nhìn cái vị đó đáng là tôn sư của mình hay không, đáng là thầy của mình hay không. Mình coi vị đó có đúng giới định tuệ hay không, người đó có giữ 10 giới hay không. 10 giới rất khó giữ đấy. Nhất là giới thứ 10. Không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Vị đó có nắm tiền hay không? Nắm tiền thì chưa có đúng lắm. Vì này mình không thể tin tưởng lắm. Mà cuộc đời này bây giờ khó kiếm á. À, và giới thứ 9 là không ai sái giờ từ quá ngọ tới ngọ mai phải ăn chay trường. Phải chay ngọ. Ngày ăn 3 bữa là không được. Đức Phật nói là ăn buổi sáng là chư thiên, ăn buổi trưa là Phật, ăn buổi chiều là súc sanh, ăn đêm đó là ngạ quỷ. Là trong Đức Phật à, chứ không phải tôi đâu. Tôi không có bài đặt ra đâu. Rồi giới thứ 8, ai cũng cái thọ sa di là bắt đầu thọ rồi đó. Giới thứ 8 là không nghe xem hát múa đờn kèn chỗ vui đông yến tiệc. Trong chùa có truyền hình không? Có tivi không? À, có điện thoại di động không? Có mấy cái đó là những cái trang điểm. Cái đó là nghe xem hát múa đờn kèn. Cái đó ngoài đời ta còn tránh 8 giới là không được rồi đó. Và giới thứ 7 là không trang điểm phấn son dòng hoa ở quần hào lô tươi tốt. Vị đó có mặc đồ kate không? Có ủi thẳng ly không? Có đi giày sandal không? Thì đó là cái hạnh của người tu. Thành ra trong kinh nói năm giới thì dễ giữ, mà cái sao không phải là giới mà là năm cái hạnh. Giới thì dễ giữ mà hạnh khó gìn. Hạnh là gì? Là cái tư cách của người tu. Không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn chỗ xinh đẹp. Như tôi mà leo ra ngoài chỗ bán cà phê, tôi ngồi, tôi chéo ngoẩy, tôi hút thuốc, hòa chú ô, coi được không? Còn quý vị làm coi được không? Được. Quý vị mặc đồ Tây mà, cái đầu còn tóc mà. Tôi cái đầu trọc lóc, mặc đồ vàng y như Phật mà làm vậy thì không có cái oai nghi, không có cái tư cách của người tu. Tôi móc túi ra nào vàng, nào đô la, nào tiền không, coi được không? Còn quý vị có được không? Được.
chỉ là đời mà. Tôi là đạo mà, nó khác. Thành đã khi thọ giới rồi phải có pháp danh. Còn không thọ giới là không có pháp danh. Quý vị cha mẹ sanh ra thì kêu là gì? Tục danh. Tục là gì? Tục là đời. Cái tên trong đời. Đứa bé này sanh ra không có giữ giới gì. Muốn hút thuốc, muốn uống cà phê, muốn uống rượu, muốn ngã ngớn, muốn vui cười, muốn chửi thề cũng được. Còn khi đã thọ giới rồi là không được chửi thề, không được nói nặng người khác, không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi. Thành ra người này đã khác với đời, thành ra mới có tên pháp danh pháp là đạo, là bắt đầu sanh vào trong đạo giải thoát. Thành ra cái đó nó khó, chúng ta mới nhớ heo là năm cái hạnh sao nó không hại ai hết, mà nó hại cho cái tư cách của người tu. Thành ra thời buổi này đã vắng Phật xa rồi, cái giới luật không ai giữ, cái thiền định cũng không ai tu. Thiền định là phải tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bắt đầu mới có cái thức trong sáng. Thức trong sáng mới nhận được cái bất tử. Thì cái này phải có thầy sáng, có bạn lành. Mà bây giờ cõi đời này giống như là mặt trời đã lặn rồi, đêm không trăng sao. Do đó kinh sách cả nhiều mà không ai đọc được. Mà dầu quý vị đọc, quý vị cũng không hiểu. Mà quý vị không biết kinh nào là của Phật, kinh nào của ngoại đạo, quý vị phân biệt không được. Mà kinh của Phật quý vị coi mà sơ sơ như tiểu thuyết, quý vị coi 1000 năm cũng không hiểu. Quý vị coi rồi tối quý vị phải ngồi thiền. Mà ngồi 1-2 tiếng không ăn thua gì, phải 4-5 tiếng. Rồi quý vị ọc ra, quý vị nghiền ngẫm trong chỗ thanh vắng, nhất là 11-12 giờ phải thức. Rồi cho tới 3-4 giờ thanh tịnh nữ giữ mới nghiền ngẫm hiểu hết. Ở ngoài quý vị làm nổi không? Ngồi 2-3 tiếng được không? 11-12 giờ khuya có thức ngồi không? Ủ khò. Vì muốn làm Phật làm sao được? Còn mấy người xuất gia giờ còn giữ được vậy không? Không. Thành ra chánh pháp nó đã suy rồi. Kinh nhiều, kinh không ăn thua gì hết. Người coi kinh có hiểu hay không? Mà hiểu có thực hành nổi hay không? Đó mới là vấn đề. Thành ra văn rồi phải tư. Mà bây giờ có tư không? Tư là phải ngồi thiền cho nhiều. Đức Phật mà còn phải ngồi 49 ngày đêm Phật á, thì mới đắc quả được. Còn mình bây giờ không có người nào hết. Đức Phật, Thái tử mà phải đi xin ăn. Bây giờ mấy thầy tu có xin ăn không? Không, bỏ hết. Rồi sau khi hiểu rồi phải thực hành trong cuộc sống mình. Cái này tôi xin thưa, tôi làm cũng chưa được nha. Đừng tưởng cái này mới thật sự là thánh đấy. Tôi nói được, tôi nghiền ngẫm được, tôi có thể giải thích nó hơi sáng tỏ. Nhưng mà sống được với cái giải thích thì tôi nói trời ơi ạ, quý vị đừng có tin tôi. Chính tôi còn không tin tôi nữa. 40 mấy năm trời tôi suy gẫm cái vấn đề sanh tử này, chết sống như nó. Tôi không làm cái gì hết, tôi tối ngày cứ coi kinh, ngồi thiền để tìm hiểu nó. Bây giờ hơi hiểu hiểu rồi. Nhưng mà sống được với cái hiểu biết thì tôi phải kêu trời. Cái tập khí mình nó đã quen rồi, nó cứ trở lại hoài. Thành ra tôi mới hiểu tại sao mà Đức Phật khi mà đắc quả rồi, ngài muốn không đi giáo hóa. Tôi hiểu rồi, bây giờ sống là không được. Nó cái quen rồi. Thành ra trong kinh mới nói khổ đó. Cuộc đời không có khổ. Mà khổ là do tập. Mà tập là cái gì quý vị biết không? Tập là ghiền, là nghiện ngập, là dính mắc. Đừng dính mắc cái gì hết, đó là Phật. Mà quý vị đã đừng dính mắc cái gì hết được không? Không. Tôi thì bây giờ đừng dính mắc bên ngoài được đó. Thuốc không hút, rượu không uống, tiền bạc không xài. Nhưng mà dính mắc cái cảm giác lạc thọ, khổ thọ. Cái này nó lân lân, nó sướng lắm. Mà nó đâu có hại ai, nhưng mà nó hại mình. Hãy dính mắc một cái gì thì còn trở lại cái đó. Tôi không còn dính mắc cha mẹ, vợ con tôi không có, ha? Tiền bạc tôi không. Nhưng mà dính mắc cái cảm giác lạc thọ, khổ thọ. Khổ thọ thì ít mà lạc thọ rất nhiều. Mà bỏ cái lạc thọ thì làm sao sống? Trời, cái này nó sướng nhất. Thành ra thời buổi này khó đắc là vì Phật đã tịch lâu rồi. Cái gốc đã mất rồi. Cái đầu con rắn đã mất, chúng ta còn cái đuôi cái con ngoe hoài. Thì kinh bây giờ tràn lan. Hồi xưa thời Đức Phật chúng ta nên nhớ không có một quyển kinh. Đức Phật thuyết qua rồi thôi. Rồi kết tập lần thứ nhất cũng chưa có kinh. Kết tập lần thứ hai cũng chưa có kinh. Kết tập lần thứ ba thì giáo hội phân ra tới 60-70 đoàn. Mỗi người giảng kinh Phật mỗi cách nhau, cách khác nhau.
60 người giảng 60 cách rồi bắt đầu tranh cãi nhỏ, tôi đúng, ông sư kia nói tôi đúng, ông sư nói tôi mới đúng. Thế là chia làm 60 phái thì mới có đại thừa là 20 bộ phái, mới có tiểu thừa là 18 bộ phái, 38 giáo đoàn. Bây giờ cũng giống như vậy. Rồi bây giờ quý vị tin ai? Không tin ai được hết. Thành ra quý vị phải coi gì đâu có giới, có định, có tuệ không. Thì tạm nương thôi, đó là thầy hù thôi. Quý vị biết, quý vị sống đây bổn sư thật sự của quý vị là ai, quý vị biết không? Bổn sư của mình là ai? Phật Thích Ca phải không? Vậy là ai? Phật Di Đà phải không? Phải không? Ai là tôi? Không phải nốt. Phật mà ai giúp cho quý vị thành Phật, người đó là bổn sư của mình. Ai làm quý vị thành Phật? Chính mình. Như vậy bổn sư của mình chính là mình. Mà kẻ thù lớn nhất của mình là ai quý vị biết không? Ai làm quý vị xuống địa ngục? Cũng chính mình. Thành đó bây giờ trở về với mình. Mà mình là gì ha? Chết. Tôi là Phật, mà tôi cũng địa ngục, mà tôi cũng là trời, mà tôi là cái gì mới được? Về suy nghĩ ha, về tới tôi hỏi ha. Tôi là tôi hỏi tới nơi à. Nói cái gì phải nói cho rành. Nói mà danh từ là tôi không chịu. Phải nói cho rành. Ở địa ngục cũng do tôi, làm Phật cũng do tôi, cõi trời cũng là do tôi. Nhưng mà tôi là cái gì? Tôi từ đâu đến đây? Rồi khi chết rồi tôi đi về đâu? Nếu còn cái linh hồn tôi ở đâu? Ngay bây giờ tôi có thể nhận được nó không? Nó xanh đỏ hay trắng vàng? Nó bao lớn? Thì quý vị phải tìm ngay bây giờ và tại đây.